Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục về thống nhà đẹp và những căn siêu biệt thự của sổ Hồng Giang pháp lý chuẩn và giá cả được thương lượng trực tiếp chính chủ, thì trong buổi chiều mưa ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Lê Quang Định kết nối với đường Phạm Văn Đồng thuộc phường 1 quận Gò Vấp nha cả nhà. Tại đây thì chúng ta giáp ranh với quận Bình Thạnh luôn, để gửi với khách hàng mình một căn siêu phẩm biệt thự mini phố có thiết kế hồ bơi bên trong nhà cực kỳ VIP luôn. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu với kết cấu là một trệt một lửng 3 lầu có sân thượng bên trên, với diện tích chiều ngang là 7,5m và chiều sâu vào là 12m. Nhà mình thì thuộc hướng chính là hướng Đông Nam, rất là phù hợp với khách hàng mình cứ hướng mệnh là Đông Tứ Trạch nha. Và ngôi nhà với công năng sử dụng bên trong rộng phòng khách, phòng bếp, bên trên là 5 phòng ngủ kèm phòng thờ và sân thượng trước sau, đang được gia chủ rao bán với mức giá rất là hợp lý luôn, chỉ 14 tỷ giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và đặc biệt là nhà mình được gia chủ thiết kế có hồ bơi bên trong nhà, rất là đẳng cấp và tuyệt vời luôn nha cả nhà. Và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển ra phía bên ngoài để tham quan kết cấu và thiết kế của ngôi nhà nè. Siêu phẩm phải nói là có 102 tại quận Gò Vấp cũng như là giáp ranh quận Bình Thạnh, rất là thuận tiện cho khách hàng mình di chuyển về các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận nha. Và mình cách sân bay chỉ 5 phút di chuyển thôi. Cũng như là trong bán kính 300m là mình có đầy đủ chợ, siêu thị và trường học, bệnh viện luôn. Nhà mình thì được gia chủ thiết kế một mẫu thiết kế hiện đại. Mỗi tầng như vậy đều có chỗ cửa sổ cũng như là cửa kính, cho nên là đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển ra phía trước để tham quan con hẻm phía trước nhà nha. Hẻm phía trước nhà của mình thì rộng lên tới 4m. Hẻm đổ bê tông cũng như là một trục thông thẳng ra đường Lê Quang Định và đường Phạm Văn Đồng luôn. Cách mặt tiền chỉ 50m thôi, cho nên rất là thuận tiện cho khách hàng mình di chuyển nha. Hẻm này thì xe ô tô, xe tải mình di chuyển vào tận nhà. Khu này thì khu dân cư ở hiện hữu hết rồi, cho nên rất là an ninh và an toàn cho khách hàng khi mà sinh sống và sử dụng tại ngôi nhà này luôn. Và mình có camera quan sát 24/24 luôn nha cả nhà. Vị trí thì không cần bàn đến nữa rồi, với một mẫu thiết kế rất là tuyệt vời luôn. Có diện tích chiều ngang là 7,5m và chiều sâu vào là 12m nha. Với giá bán thì chỉ 14 tỷ thôi, giá còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni di chuyển vào bên trong để chúng ta cùng tham quan nè. Phía trước nhà mình thì mình có một cái khoảng sân đậu được đâu đó khoảng 3-4 chiếc xe máy nha cả nhà. Và em lia máy phía bên tay trái của Hằng Ni, mình có một cái khoảng sân nhỏ nhỏ, chúng ta có thể là trồng cây, trồng hoa phía trước. Mình có thêm một lớp cửa sắt nè, rất là tuyệt vời và kiên cố luôn rồi. Đó. Và phía bên ngoài thì được gia chủ mình trang bị những lớp cửa kính, cho nên nhà phải nói là đầy đủ ánh sáng tự nhiên cũng như rất là thông thoáng luôn. Đẹp quá cả nhà ơi. Cùng Hằng Ni chúng ta quan sát tại khoảng không gian khu vực tầng trệt, cũng như là được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực phòng khách, phòng bếp và khu hồ bơi nha. Đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Nhà thì được thiết kế theo tông chủ đạo màu trắng nè, kết hợp với gạch 80-80 màu xám. Phía trước nhà của mình thì được gia chủ trang bị một lớp cửa sắt, cả nhà, cửa nhôm Sinfa kèm kính cường lực 10 ly nha. Đã được trang bị sẵn hệ thống rèm màn cửa đầy đủ rồi. Và đây em đang có mặt tại khu vực không gian phòng khách. Mình có sofa nè, bàn trà. Phía bên tay phải của em được gia chủ trồng những cái chậu cây cảnh, rất là tuyệt vời luôn, đầy đủ mảng xanh nha. Phía bên trên thì mình có ô cửa giếng trời thông thẳng lên phía trên luôn, cho nên nhà phải nói là cực kỳ thông thoáng luôn nha. Đây. Và em di chuyển ra khoảng không gian khu vực hồ bơi để chúng ta cùng tham quan nè. Quá tuyệt vời nha cả nhà. Như một căn resort mini, chúng ta nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình. Khoảng không gian này thì được gia chủ thông tầng lên khoảng tầng trệt luôn, cho nên nhà phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Mình có khu vực không gian phòng bếp nè, đã được gia chủ trang bị đầy đủ rồi. Có tủ đựng rượu, tủ trưng bày, kèm bộ bàn ăn 8 ghế cùng với hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Quầy bếp đảo luôn nha, rất là tuyệt vời nè. Được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống ẩm và bảo hành cho quý khách hàng trong thời gian sử dụng luôn. Và phía bên tay trái của em, mình có toilet sử dụng riêng tại khoảng không gian khu vực tầng trệt, đầy đủ các trang thiết bị rồi. Nhà mới chúng ta mua về sẽ được gia chủ tặng lại toàn bộ nội thất bên trong nhà, trị giá hơn 1 tỷ đồng khi mua luôn nha. Cũng như là khu vực phòng bếp thì mình có là vi sóng nè, bồn rửa, tủ lạnh lớn 2 cánh. Quá tuyệt vời cả nhà ơi.
tìm đâu một căn nhà thiết kế như vậy tại trung tâm Gò Vấp, sát bên quận Bình Thạnh cũng như là sát sân bay, cách chỉ 5 phút di chuyển thôi. Và mình ngay đường Phạm Văn Đồng, đường này thì rất là ít khi kẹt xe nha. Một vị trí phải nói là quá đẳng cấp luôn rồi. Và cùng Hằng Ni chúng ta quan sát sơ lược lại khoảng không gian khu vực tầng trệt của gia đình mình. Đây, mình có không gian phòng khách cũng như là phòng bếp riêng biệt luôn nha cả nhà. Cầu thang được gia chủ thiết kế nằm ở cuối ngôi nhà nè, được sử dụng là ốp đá cao cấp tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng kính nha cả nhà. Cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên khoảng không gian khu vực tầng lửng để tham quan nha. Và em xin nhắc lại, ngôi nhà của chúng ta với diện tích chiều ngang là 7,5m và chiều sâu vào là 12m. Với công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, bên trên là 5 phòng ngủ kèm phòng thờ và sân thượng chứa sâu. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực tầng lửng của gia đình mình. Khoảng tầng lửng thì mình thông tầng nhìn xuống khu vực hồ bơi phía dưới, được gia chủ sử dụng tại đây. Mình để một vài ghế kèm bàn trà. Phòng khách thứ hai của gia đình mình nha, cũng như là phòng sinh hoạt chung, chúng ta có thể thiết kế lại khu vực này làm phòng làm việc hoặc là phòng đọc sách nhỏ nhỏ cũng rất là thuận tiện luôn. Và đặc biệt là chúng ta có thêm một phòng ngủ nằm tại khoảng không gian khu vực tầng lửng nè. Tại phòng này thì rất là thích hợp cho ông bà lớn tuổi của gia đình mình, chúng ta không có thể là leo cầu thang lên cao được thì mình sử dụng tại khoảng không gian này nha. Đã được gia chủ trang bị đầy đủ rồi, mình có giường ngủ nè, cũng như là cửa sổ mở ra khoảng thông tầng nhìn xuống khu vực hồ bơi, và bàn học cũng như là bàn trang điểm. Và đặc biệt bên trong thì mình có tủ quần áo lớn kèm toilet riêng bên trong phòng luôn. Đây, Hằng Ni di chuyển để chúng ta cùng tham quan. Đầy đủ các trang thiết bị rồi, rạch thì ớt phun trần cho nên rất là sạch sẽ, chúng ta sử dụng luôn nha. Nhà phải nói là quá đẳng cấp luôn rồi. Tìm đâu một căn nhà thứ hai với vị trí và thiết kế đặc biệt như vậy nữa. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên khoảng không gian khu vực lầu 1 để chúng ta tham quan tiếp tục cái phòng ngủ phía trên nha cả nhà. Và quý khách hàng mình khi xem video cũng như chúng ta quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni với số hotline bên góc trái màn hình của video. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất nha. Và em đang có mặt tại khoảng không gian khu vực lầu 1 được gia chủ thiết kế gồm 2 phòng ngủ. Hằng Ni di chuyển vào phòng ngủ thứ 2 nằm tại lầu 1 của ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan. Được gia chủ thiết kế có toilet riêng bên trong phòng luôn. Mình có vách kính ngăn riêng với khu vực tắm và khu vực vệ sinh, cũng như là bồn cầu, lavabo, gương soi, vòi tắm hoa sen đầy đủ luôn rồi. Được gia chủ sử dụng toàn là nội thất cao cấp không thôi nha. Mình có giường ngủ nè, bàn học, tủ quần áo. Nhà mình thì có ban công di chuyển ra phía trước, cho nên phải nói là cực kỳ thông thoáng luôn. Và thêm một cái ô cửa sổ nhỏ nhỏ để mở ra khoảng khu vực phía bên ngoài nha cả nhà. Quá tuyệt vời và đẳng cấp luôn nè. Hẻm này thì xe ô tô, xe tải mình di chuyển vào tận nhà luôn. Cũng như là nhà mình cách mặt tiền đường Phạm Văn Đồng và đường Lê Quang Định chỉ 50m thôi, cho nên rất là thuận tiện chúng ta di chuyển nha. Và Hằng Ni bắt đầu bước vào phòng ngủ thứ hai để chúng ta tham quan tiếp tục, cũng như là phòng ngủ thứ ba của gia đình mình nha cả nhà. Đầy đủ các trang thiết bị rồi, mình có giường ngủ nè, kệ tủ tivi, máy lạnh, tủ quần áo, toilet riêng bên trong phòng luôn, phòng ngủ master, có bàn trang điểm. Toilet thì mình có bồn tắm nằm, bồn cầu, lavabo, gương soi. Rạch thì ốp phun trần luôn, quá sang trọng và đẳng cấp rồi. Mình thích kín đáo hơn thì chúng ta có thể là sử dụng rèm màn kéo xuống nha. Đẹp quá cả nhà ơi. Với mức giá phải nói là quá hợp lý luôn, chỉ 14 tỷ thôi. Giá này thì còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni di chuyển ra phía ngoài, bên ngoài ban công phía trước để chúng ta cùng tham quan. Được gia chủ trổ ra tính tận 1,5m lần. View phải nói là cực kỳ thông thoáng luôn. Thôi và cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển lên khoảng không gian khu vực lầu 2 để tiếp tục tham quan nha. Và quý khách hàng mình khi xem video hãy nhớ cho Hằng Ni một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em Ni trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều. Và em đang có mặt tại khoảng không gian khu vực lầu 2 để chúng ta cùng tham quan nè. Mình có phòng ngủ thứ tư nằm tại lầu 2 nha cả nhà. Về kết cấu và thiết kế cũng giống như phòng bên dưới thôi. Có toilet riêng bên trong phòng cho nên Hằng Ni sẽ lia máy nhanh để chúng ta cùng tham quan nha.
và em di chuyển ra phòng ngủ thứ 5 nằm tại lầu 2 của gia đình mình. Đó. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển lên khoảng không gian khu vực sân thượng phía trên để tham quan tiếp tục nè. Nhà mình thì tầng lửng rồi một phòng ngủ master lớn dành cho ông bà lớn tuổi. Hai lầu phía trên, lầu 1 và lầu 2 thì thiết kế mỗi lầu như vậy gồm 2 phòng ngủ nha. Cho nên tổng nhà mình lên tới 5 phòng ngủ lận. Rất là thuận tiện cho khách hàng mình sinh hoạt luôn. Và em đang có mặt tại khoảng không gian khu vực sân thượng của gia đình mình. Tại đây thì được gia chủ thiết kế có phòng tắm riêng cũng như là khu vực bồn cầu, lavabo và gương soi riêng biệt nằm tại khu vực sân thượng luôn. Và em di chuyển ra khoảng không gian phía trước nè. Sân thượng dùng để trồng cây, trồng rau, trồng hoa. View phải nói rất là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Nhà mình thì được gia chủ hoàn công, sổ hồng, công chứng trong ngày luôn nha. Cho nên là quý khách hàng khi mua về, chúng ta có thể là thiết kế khoảng không gian này làm phòng thờ cũng như là phòng giặt sấy kiên cố cũng rất là thuận tiện luôn. Với giá bán thì chỉ 14 tỷ thôi, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ nha cả nhà. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ video của em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.